Câu hỏi trong video ngày hôm nay đó chính là bạn có nên sử dụng hai cái SSD trên cùng một bộ PC không, cụ thể là trên cùng một mang đó. Đây SSD đây. Thì tại sao lại có câu hỏi này? Thực ra nó cũng chả có lý do gì cả mọi người. Mình thấy mọi người hỏi câu hỏi này khá rất là nhiều ở trên mấy cái trang social media. Mình thấy câu hỏi này nó cũng chả có gì khó cả, cho nên là hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn vào video nhé. Let's go. Như câu hỏi ở đầu video mình đã đưa ra thì rất là nhiều bạn thắc mắc rằng là có nên sử dụng cả hai cái đề trên cùng một mainboard hay không, và câu trả lời là chắc chắn là dùng được nha. Người ta làm ra hai cái slot ở trên cái mainboard thì lắp hai cái đề vào đúng không, thì ngoài cái việc ngược lại với so với cái việc là các bạn suy nghĩ là nó không tốt đi, thì dùng hai cái SSD ở trên cùng một cái mainboard nó cực kỳ tốt luôn. Cái này là không phải là tự mình bịa chuyện ra để mình nói nha, cái này là gọi là người dùng người ta đã sử dụng rồi, người ta đã chứng minh được rất là nhiều rồi. Vậy thì việc lắp thêm một thanh SSD nữa vào mainboard để giúp cho cái mainboard của bạn tăng lên hai slot SSD thì nó có tác dụng gì? Cái việc đó nó sẽ giúp các bạn có thể cải thiện cái hiệu suất của SSD này, cải thiện một cái khả năng lưu trữ của cái bộ PC của bạn lên. Bạn hoàn toàn có thể thấy được cái sự thay đổi đó nếu mà các bạn kết hợp cả hai SSD thành một bằng cách sử dụng RAID. RAID ở đây thì các bạn chỉ cần hiểu nôm na đơn giản, nó chính là một cái giải pháp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách là ghi đề dữ liệu của bạn lên nhiều cái ổ SSD cùng một lúc. Việc mà các bạn chạy RAID không ấy, nó sẽ giúp cho cái bộ PC của bạn nó sẽ có một cái tốc độ ghi và đọc rất là lớn luôn, và nó sẽ gọi là giúp các bạn rất là nhiều trong những cái việc mà các bạn xử lý công việc với khối lượng dày đặc đi chẳng hạn, nó sẽ load rất là nhanh. Tuy nhiên một điểm yếu của RAID không chính là khi mà các bạn một trong hai ổ SSD bị hư đi thì nó sẽ mất toàn bộ dữ liệu luôn và nó sẽ không lưu dữ liệu cho các bạn nữa. Đó là một hạn chế. Một lưu ý dành cho các bạn đó là nếu mà các bạn chỉ sử dụng để làm những công việc hàng ngày, các thứ của Excel văn phòng ấy, thì mình nghĩ khuyên các bạn là không nên sử dụng RAID luôn. Vì khi mà các bạn đã đụng tới RAID rồi á, có nghĩa là các bạn sẽ chấp nhận hy sinh cái tuổi thọ của cái SSD của bạn đi. Thời gian sử dụng nó sẽ ngắn lại và thời gian các bạn thay SSD nó sẽ sớm hơn so với dự kiến. Vừa rồi cũng là một cái cách giải thích của mình dành cho các bạn về cái câu hỏi là có nên sử dụng cả hai slot SSD không. Thì nếu mà các bạn sử dụng cả hai slot, các bạn không sử dụng RAID á, nó vẫn chạy được, vẫn ok, không có gì cả. Còn nếu các bạn dùng RAID á, thì nếu các bạn sử dụng cả hai thanh 1T đi thì các bạn chỉ có tổng cộng là 1T trong đó thôi, trong khi nếu các bạn không sử dụng RAID các bạn sẽ có cả 2T. Để các bạn sử dụng dùng RAID các bạn chỉ có 1T thôi, và tất cả dữ liệu nó sẽ được lưu vào đẩy vào hai cái con SSD đó. Rồi vừa rồi cũng là giải thích của tụi mình xong rồi, hy vọng các bạn sẽ thích ngày video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see you, peace.